Phương Sena hiện đang sở hữu và phát triển một kênh TikTok với lượng tương tác khá ổn định. Trên trang cá nhân, nữ TikToker thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, được giới thiệu là có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc và đặt ra phương châm là đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết, chứ không chạy theo số lượng. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 2 năm 2024, TikToker Nhật Hải Biết Tốt đã lên video bóc phốt Phương Sena khi quảng cáo sản phẩm quá đà. Cái gì mà một đêm, hai đêm phục hồi ngay lập tức? Cái gì mà kem thần y? Ngay sau khi video được đăng tải, đông đảo ý kiến cộng đồng mạng đồng tình, ủng hộ. Xong vài ngày sau, chính nam TikToker này lại lên video, Phương Sena đã chứng minh, giải thích. Xong cộng đồng vẫn không tin, đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc, công dụng cũng như chất lượng sản phẩm bằng một loạt câu hỏi, quảng cáo cho nhau à. Trước đó, nữ TikToker này cũng đã vướng nhiều ồn ào trên mạng xã hội khi livestream bán hàng, thường xuyên nổ công dụng của sản phẩm. Điển hình, khi chào bán sản phẩm phục hồi dưỡng ẩm Sika, nữ TikToker này quảng cáo là kem thần y, cần hết tất cả các thể loại, bất chấp hết thể dạng da yếu nát. Tin vào lời quảng cáo, nhiều người tiêu dùng xuống tiền đặt mua và nhận về cay đắng. Mình dùng mãi chưa thấy hiệu quả.